Tức là siêu Minh Tuệ đi cứu thực ngày hôm nay. Nhưng mà hôm nay có một cái điều là khán giả và quý vị đồng đạo rất là ngỡ ngàng và phấn khởi vui mừng, vì khi siêu Minh Tuệ xuất hiện với một cái gương mặt tươi trẻ hồng hào đẹp, mà cái y của ngày hôm nay là lại đổi thành màu đỏ. Như vậy thì quý vị có thấy là màu đen, màu xanh, màu trắng và màu vàng, đặc biệt là cái màu đỏ hôm nay là chói chang, hình như là được tốt tươi. Mà cái y này nếu quý vị nhìn kỹ đó thì đủ màu sắc. Vì thì sư Minh Tuệ có nói một câu: chừng nào cái y của con mà đủ màu sắc chói chang đẹp đó, giống như là miếng ruộng đang chín, thì đó đó là con đủ đạo hạnh, đủ đức độ, đủ trí tuệ. Thì đến ngày hôm nay khẳng định, nếu như tu như sư Minh Tuệ, hành pháp như tu như sư Minh Tuệ, giữ giới như là sư Minh Tuệ và đức độ như là sư Minh Tuệ, mà không đắc đạo, không chứng đạo thì không có ai có thể tu đắc đạo được đâu. Chúng ta đừng có phỉ báng, đừng. Kính thưa huynh nghiêm, có nhiều người đặt câu hỏi: sư Minh Tuệ mới tập tu, không phải là sư, không phải là thầy, tại sao để cho mọi người quỳ lại? Sự việc này như thế nào? Huynh nghiêm cỡ mở chia sẻ giùm. Kính thưa toàn thể cô bác anh chị em, kính thưa toàn thể chư quý vị Phật tử và quý vị trên cộng đồng mạng, một câu hỏi được đặt ra là nhiều người cho rằng sư Minh Tuệ mới là học tu, cũng không phải là sư, cũng không phải là thầy, tại sao để cho nhiều người đảnh lễ quỳ lại? Xin thưa quý vị, rồi sẵn hôm nay mình có dịp chia sẻ luôn. Có ai mà mới tập tu mà ngồi kiết già trên 10 tiếng đồng hồ không quý vị? Và có ai tập tu mà có thể ngủ ngồi được không? Và có ai tập tu mà hàng trăm hàng ngàn người chửi bớ, kiếm chuyện, bôi nhọ, nói xấu mà không giận hờn, không buồn phiền, mà cũng không sân si? Đây chẳng qua là câu nói khiêm hạ, là một câu nói không có cái bản ngã của một nhà tu, đó là sư Minh Tuệ. Nếu chúng ta hiểu đúng á, có một buổi nói chuyện tại núi Sạn cùng với Nhân Gà, thì sư đã nói là: con đã hành cái pháp Đầu Đà này đã nhiều kiếp rồi, nhưng mà với cái sự tu tập của sư đó, lúc nào cũng hạ mình xưng con. Tất cả ai đối diện thì cái vị sư này đều xưng mình là con, lúc nào cũng thấy mình nhỏ bé. Đây là đúng theo cái đạo lý, đúng theo cái chân lý mà trong kinh điển nói là thối thân, tức là nhi thân tiền. Có nghĩa là mình lùi cái thân mình ra đằng sau đó, mình sẽ tướng gì được phía trước. Bởi vì lời thuyết pháp chẳng gì nhân ngã người nào đâu, có Phật tánh là xem kệ này như ngọc như ngà, mà phải nảy nở như cơn mưa thuận. Hạt bùa tiết giống kia bất lượng thải, một bầm chỗ lá mới màu. Đức Thầy Ngài đã cho biết, bởi vì khi mà Đức Phật ở đời đó, Ngài cũng cho chúng sanh biết là vì cái bản ngã là cái gì, là cái tự cao, là cái ngã mạn này, mà lúc nào mình cũng thấy là mình hơn người khác. Chính vì mình nghĩ hơn người khác cho nên mình mới háo thắng, mình mới tự đại, mình mới ngông cuồng, mình xem thường người khác. Cũng chính vì bản ngã này cho nên chúng ta mới có tham đắm. Chấp vào bản ngã này cho nên chúng ta tham đắm. Từ cái tham đắm đó thì chúng ta mới săn hẳn, và nó dẫn đến mê si. Từ cái mê si đó thì chúng ta không có nhận biết được cái chuyện đúng sai, chánh tà chân vọng, cho nên chúng ta phải trôi lăn theo sáu nẻo luân hồi. Tức là xuống xuống lên lên luân hồi chuyển kiếp,
ấy cũng sự mê lầm của lục căn mà sai đắm lục trần. Cái ý thức lầm lạc ấy khiến các trò nhận lấy cái thằng ô trượt này là thật, cùng cuộc tình duyên tồn tại vô sai. Nào hay đâu thăng vô thường tạm mượn, do tứ đại hiệp thành, cái sắc nước hương chờ ấy của các trò có khắc chi cành qua sớm nở chiều tàn không chi bình chắc. Tới ngày hôm nay thì chúng ta cũng còn chấp nê, còn hiểu sai vấn đề quá nhiều. Bởi vì người ta quý mến một cái vị sư, người ta đảnh lễ hay là người ta lại, là vì cái vị sư đó có giới đức. Cũng như trong kinh Đức Phật nói sao gọi là trưởng lão. Trưởng lão đây không có nghĩa là một cái người già, là một cái người lớn tuổi, mà cũng không phải là một người tu lông. Mà trưởng lão ở đây là chỉ cho một người có giới hạnh, có giới đức, và một người có cái sự tu tập và có cái sự chứng đắc, nên gọi là trưởng lão. Vậy thì sư Minh Tuệ đã giữ giới lực của nhà Phật cũng như của Đức Phật Ca Mâu Ni. Cái điều này thì tất cả ai cũng đều thấy biết. Và cái tâm của sư này đó rất là từ bi, hỷ xả và cũng như là buông bỏ. Chính vì cái điều này cho nên người ta đảnh lễ. Chứ có nhiều người chỉ mới cạo đầu hoặc giả là cũng chưa có tròn giới lực, cũng chưa có đạo hạnh và cũng chưa hiểu biết, nhưng mà cũng vẫn ngồi để cho người ta lại. Nhưng mà hôm nay sư Minh Tuệ có nhiều lần nói với tất cả cô bác anh chị em quý vị Phật tử là sư nói gặp nhau là chào là đủ rồi. Nhưng mà vì người ta quý mến sư quá nên người ta lại. Cho nên không mỗi khi mà người ta lại thì sư lại niệm A Di Đà Phật. Tức là ở đây là lại hồng danh của Phật. Nhưng mà để nói một cái vị tu hành mà có giới hạnh đó, là mình đảnh lễ nó xứng đáng của bác em. Bởi vì cái lại của chúng ta đó là để dẹp cái bản ngã của mình nghe. Đó, lại vốn phá màn kêu đầu sao không sát đất, hữu ngã tội liền sanh mà vô công phước rất lớn. Nên khi mà chúng ta lại cái người có giới hạnh, cái người có đức độ, cái người có sự tu tập, mà nhất là sư Minh Tuệ đang hành cái pháp đầu đà, tức là 13 cái giới hạnh đó. Hạnh này là trên các hạnh, giới này là trên các giới, pháp này là trên các pháp, chứ không phải thường đâu nghe quý vị. Nếu chúng ta là người con Phật mà chúng ta không hiểu cái pháp tu, cái hạnh đầu đà này Đức Phật đã từng ca ngợi, từng tán thán, và tất cả kinh điển, tự điển đều có giải thích, đều có nói qua cái hạnh tu này. Nhưng mà vì từ trước đến nay chưa có ai thực hiện ở ngoài đời thường một cách tỉ mỉ, gần gũi, dễ hiểu giống như là sư Minh Tuệ. Không phải là chỉ mấy tháng nay, mà đã 6 năm, 6 năm đã đi bộ ba miền Nam Trung Bắc. Bởi vì chính vì cái hạnh này không có nơi cố định, chính vì không có nơi cố định nên sư phải đi. Mà cái đi này là để tiếp xúc cho tất cả căn cơ, tầng lớp xã hội, tốt có, xấu có, nha. Đó, vui buồn, lẫn lộn, khen có, chê có. Đó, cho có và không cho cũng có. Chính vì thế mà một nhà tu lấy những cái sự việc này để thử thách nội tâm thì nó quá hay quý vị. Cho nên nhiều người hôm nay vì chưa hiểu nên chúng ta chấp nhất. Bây giờ xin hỏi toàn thể chư quý vị, một nhà tu như vậy thì có xứng đáng để cho người ta đảnh lễ, để cho người ta lại hay không? Đó. Rồi nói là không phải là sư, không phải là thầy, cái đó nó không quan trọng quý vị. Cái tiếng sư, tiếng thầy hay là một cái pháp danh gì đó chẳng qua là giả danh thôi. Mình theo Phật mà mình còn chấp cái giả danh này làm sao mà được? Vì phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, đó là giả danh thì tại sao mình chạy theo? Nhưng mà có rất là nhiều người vì chưa hiểu nên bắt lỗi.
mắc lỗi là sư Minh Tuệ chưa có xứng đáng trở thành một vị sư và không xứng đáng mang cái dòng họ Thích. Xin thưa quý vị, tôi xin tuyên bố sư Minh Tuệ là một cái người xứng đáng trở thành một vị sư để cho người ta đảnh lễ. Sư Minh Tuệ cũng xứng đáng mang cái danh họ Thích, tức là cái họ của Phật Thích Ca Mâu Ni. Mà tất cả chúng ta đây cũng có thể là mình mang họ Thích được luôn. Làm sao để mình mang họ Thích? Có phải là được ai đó đóng dấu, ký tên, hay là trao cho một cái bằng là cấp, hay là một cái giấy quy y thì chúng ta mới được họ Thích hay không? Xin thưa, những cái đó là hoàn toàn giả danh, những cái đó hoàn toàn là ngôn ngữ văn tự. Người muốn trở thành họ Thích, muốn trở thành đệ tử của Phật, muốn trở thành người con của Phật, thì người đó thứ nhất là mình phải tin Phật. Tin ở đây tức là chúng ta tin vào cái giáo lý, tin vào cái pháp môn, tin vào cái giới lực. Chính vì tin rồi chúng ta mới thực hành. Đó tức là lấy những cái điều răn của Phật mà mình tu hành. Thí dụ bây giờ Phật dạy chúng ta không sát sanh. Cái điều này thì sư Minh Tuệ đã làm được. Ngài đã phát nguyện tu là cơm chay một bữa trong ngày. Xin thưa quý vị, khắc thực mà còn ăn chay. Đây cũng là cái pháp để đánh thức, để nhắc cho tất cả các vị mà tu đi khắc thực mà còn là xin đồ ăn mặn. Thời buổi bây giờ nó quá dễ dàng. Nếu đã mình chấp nhận tu thì mình nói mình tu thôi. Không lẽ mình tu mà mình nói mình không tu được? Thì mình giữ giới thì nói mình giữ giới, mà mình ăn chay thì nói mình ăn chay. Chứ sao nói là ai cho cái gì ăn cái nấy. Cái đó chẳng qua là mình chưa có vượt qua được cái sự ham muốn về cái chữ ăn. Nói thật quý vị luôn, nói đây là nói cho những người đang tu cái pháp đó là đi khất thực đó. Những người mà hành theo cái giới này, chính vì thế mà sư Minh Tuệ là cái người thực hành cái giới ăn chay, mà đặc biệt là ăn một buổi. Một buổi là không ăn quá ngọ. Nó hay, nó tuyệt diệu quý vị ơi. Có lẽ là đây cũng là cái bài pháp đầu tiên, cũng là cái giới lực đầu tiên sư Minh Tuệ thực hành ăn chay để tỏ dạ từ bi, không đành sát vật nuôi thì khẩu ta. Tai nghe tiếng chúng kêu la nở nào, cắt cổ lục gia cho đành. Văn lời Phật cấm sát sanh, khỏi mắc quả báo mà lòng lành được tăng. Thấy chưa quý vị? Mà chay lạc chẳng phải là ngoài miệng mà lạc chay luôn cả trong lòng tu đâu. Phải lạc chay không mà còn giới lực và lòng từ bi. Sư Minh Tuệ ăn chay mà còn giữ giới trang nghiêm, ăn chay mà có lòng từ bi, tức là không nỡ sát giết. Cái điều này chúng ta thấy trước mặt, thấy hiện hữu. Nhưng mà nếu có một vị sư nào khi mình lên giảng kinh thuyết pháp mà mình cho rằng sát hại sanh linh, sát hại sinh mặt sinh vật để mà làm một cái gì thuốc trị bệnh mà chưa chắc gì trị bệnh, thì có phải là khuyến khích người ta sát sanh hay không? Thí dụ chúng tôi nghe có một vị sư nói là cái con địa long gì đó nó trị bệnh Covid-19 hay là trị bệnh ung thư, mà có không quý vị? Các nhà nghiên cứu, bác sĩ đó, có là nghiên cứu cái chỗ này chưa? Thứ hai nữa nè, con trùng đất chứ sao gọi con địa long? Như vậy có phải là quyển hoặc có thể là sai phạm vào giới lực? Xin thưa quý vị, một nhà tu là phải hiểu được đức tánh từ bi mà chư Phật đã chỉ dạy, tâm từ bi sánh thể ngọc ngà trong các báo khó bì tánh thiện. Nên vì vậy mà người ta chửi sư Minh Tuệ là ăn không biết đến răng. Tại sao nói là không đến răng? Vì trong cái giới hạnh đầu đà này, đến cái mức độ là giữ giới là không còn đánh răng luôn, thì bây giờ người ta cho là u mê, u nan. Xin thưa quý vị, nếu ai nói cái từ này, ông thầy nào mà dạy đệ tử mà nói như vậy thì ông thầy đó là cùng xuống địa ngục rồi. Tại vì đã phạm vào quỷ bán chánh pháp. Cái điều này chúng tôi nói thì có phải là tất cả các vị giảng sư, sư thầy có thể nói một câu, có phải là cái giới hạnh đầu đà có trong cái điều lệ này không? Như vậy thì sư Minh Tuệ đang thực hành cái giới này thì bắt buộc tu cái pháp này phải giữ cái giới này.
mà khi giữ cái giới này thì người ta lại chửi bới, người ta lại chụp mũ, người ta cho rằng là không đánh răng. Nhưng mà xưa nói cái giới này cho biết là đó, những cái con sâu vi trùng, những cái con vi khuẩn đó mà không nở là sát giết, thì nó cao siêu đến mức độ là nó vượt hẳn không gian và thời gian, mà có thể người thường, người mới tu, người phàm phu không thể nào hiểu thấu. Chính vì không hiểu thấu mà mình lại phỉ báng, mình chê bai, có phải là mình quỷ báng cái pháp không? Rồi bây giờ xin hỏi lại, 13 giới hạnh đầu đà này có nằm trong kinh điển không? Có phải là vào thời kỳ Đức Phật ngày Maha Ca Diếp đã hành không và đã chứng đắc hay không, gọi là đầu đà đệ nhất hay không, và trong kinh Đức Phật có từng tán thán cái bài pháp này, cái hạnh này hay không? Đó, nếu như là có thì những ai bôi nhọ chê bai có phải là phạm vào ngũ nghịch tội không? Mà ngũ nghịch tội là đọa vào địa ngục vô gián, một là giết cha, hai là giết mẹ, ba là làm thân Phật ra máu, bốn là giết hại A-la-hán, và năm là phá gối chúng tăng, cuối cùng là quỷ bán cánh pháp. Thì những cái tội này hoàn toàn đọa vào địa ngục vô gián. Nhưng mà bây giờ tại sao có một số sư thầy không ngộ ra vấn đề này, không giải thích cho đệ tử mình hiểu, và có những vị giảng kinh thuyết pháp cũng chưa dám nói cái hạnh này luôn, là vì nó quá cao siêu nên các vị đâu có dám nói, có phải không? Nhưng mà đâu có sao quý vị, đâu có gì là cao siêu, vì Phật pháp là Đức Phật đã nói rồi, có 84.000 pháp. Ở đây mình có thể chọn một pháp môn nào mình tu đó cho nó phù hợp mà vẫn được chứng đắc. Nhưng mà nếu ai đó có duyên hành cái pháp này thì mình cũng hoan nghênh, mình cũng ca tụng, mình cũng tán thán, vì đây cũng là cái chánh pháp của Phật. Nhưng mà tại sao đó là cũng bung sao lại phải bung một bầy ngơ ngác mà cõi tùng còn xa, củi đậu mà lại nấu đậu, gẫm trong nồi đậu cũng xót xa, cũng đồng gốc rễ mà ra, hại nhau quá quách thiệt là chẳng thương. Nếu như sư Minh Tuệ có nói một câu này hoàn toàn là nói theo kinh điển của Phật ha, đừng có đùa giỡn với Phật pháp. Mình đùa giỡn với ai thì được nha, nhưng mà đừng có đùa giỡn với Phật pháp. Mình cản trở người ta tu hành, mình cản trở người ta hành đạo, cái tội đó nặng lắm, đọa vào địa ngục không có ngày lên, tức là đọa vào địa ngục vô gián đó. Chứ mình đừng có tưởng đâu là mình xuyên tạc ai đó, mình bôi nhọ, mình chụp mũ, hay là mình vu oan, mình tấn công, thì nó sẽ, mình cho rằng là mình nói đúng. Nhưng mà đúng cái chỗ nào? Cái câu chuyện hôm nay thì hoàn toàn nó dở lẽ, nó sáng tỏ. Nhưng mà tại sao Phước Kim là không hiểu ra? Người ta lại sân si, người ta lại nó là tấn công, hay là người ta lại chê bai cái sự tu của sư Minh Tuệ? Ở đây là không phải là chỉ có sư Minh Tuệ là đúng mà tất cả là sai. Quý vị nhớ kỹ, sư Minh Tuệ đang đi con đường cái pháp, cái hạnh đầu đà, trên các hạnh, trên các pháp, trên các giới. Cái hạnh đầu đà nó hơn vậy đó. Nên Đức Phật ngày mới tán thán mà ít có người làm được. Ít có người làm được mà hôm nay làm được. Tức là cái người nào mà giữ giới trang nghiêm, tức là người đó đang bảo vệ chánh pháp, đang hành theo chánh pháp và đi đúng con đường Phật pháp đó. Thì bây giờ mình thấy như vậy thì mình tán thán, mình ca tụng và mình vui vẻ thôi, chứ đâu có cần thiết là phải nói này nói nọ nói kia. Bây giờ thí dụ như được người ta đảnh lễ quỳ lại cũng bất lỗi, nói là giống như là sư là cái người mới tu đó, mới là học đạo ha, tại sao để cho người ta quỳ lại? Cái đó mình còn chấp ngã quá quý vị. Người ta thích lại để cho người ta lại, miễn trong lòng thấy vui vẻ thôi, phải không? Cái người chưa có giới chân á, nhiều khi là sửa giới, tu chặt giới, tu phạm giới mà người ta quỳ lại, chẳng qua là không ai nói ra thôi. Nói ra rồi đó thì các giới các vị tu là nó chưa có trọn vẹn. Hôm nay nếu nói người xuất gia thôi, ăn ngọ thì cũng đã là phạm giới rất là nhiều rồi. Còn những ai mà giữ đúng cái giới ngọ thì người này được tán thán, được ca tụng quý vị. Thấy chưa? Đó, cho nên 13 cái giới hạnh đầu đà là
y phán tảo, vì đây là chỗ có trong kinh nên sư mới là lụm mấy miếng giải đó, kết lại mai nhiều màu sắc nhân dân. Hôm nay cái y phán tảo có trong kinh điển mà chúng sanh đời này lại đem cái giới lực này ra phỉ nhổ, đem ra tức là chê bai đó, nói là cái gì đó, là cái gì, cái phe bảy màu gì đó hả? Hả? Cá bảy màu. Cá bảy màu hả? Tội lúc kiếp gì đời, hãy mau sám hối đi tất cả các bạn ơi, quý vị ơi. Vì không phải là quý vị đang nói sư Minh Tệ đâu. Quý vị không phải nói sư Minh Tệ, mà quý vị đang nói về cái pháp của Đức Phật Ca Mâu Ni, đang nói về cái giới lực có trong kinh điển là cái y phán tạo. Mà bây giờ chúng ta lại đem cái giới của y phán tạo này ra để làm cái trò hề, để mình bôi nhọ, mình phỉ nhổ, và có thể là mình đem đốt, mình đem đó là làm thế nổi để mình chà đạp đó. Thì cái này là mình đang chà đạp cái giới lực của Phật. Nên Đức Phật rất là đau lòng. Đức Phật nói vào thời kỳ Hạ Quân này hen, thì coi như là đấu đá hơn thua, bôi nhọ, rồi đó là phỉ báng Phật Pháp, không hiểu chánh pháp của Phật, cho nên là dẫn dắt đi sai con đường. Đó, vì thế mà đời hạt mạt pháp tà cao hơn chánh, mà buổi Hạ Quân ít thánh nó nhiều phàm. Hay là thời kỳ này nhiều quỷ cùng ma, mà trời mở cửa quỷ dương nó xuống thế, nên ta mới ra tay cứu tế kẹo chúng sanh bệnh khổ quá chừng. Sau quỷ dương đi đứng nửa lần mà thêm tên tuổi chúng sanh nó biết. Nếu như hôm nay Phước Nghiêm nói một câu thế này, nếu nó sai hoàn toàn chịu trách nhiệm. Nếu nó sai, thành tâm sám hối và xin lỗi tất cả quý vị cộng đồng mạng, và sám hối đời đời kiếp kiếp tất cả những vị xuất gia, những vị tăng ni luôn. Phước Nghiêm xin hỏi là cái giới y phán thảo trong 13 cái hạnh đầu đà này nó có trong kinh điển hay không? Mà có phải y phán tảo là được nhiều cái biến giải kết hợp lại hay không? Nếu như không có, Phước Nghiêm hoàn toàn chịu gánh nghiệp tội lỗi. Còn nếu có thì tất cả ai chê bai phỉ báng về cái giới hạnh, cái áo y phán tạo này là hoàn toàn là điều dính vào cái tội là quỷ báng chánh pháp. Tự nhiên mình đem giới lực của Phật ra rồi mình bôi nhọ đó, như vậy thì cái giới y phán tạo và cái giới là đi khất thực, cái giới đi khất thực đó, đi sinh từng nhà, có nằm trong cái hạnh đó là đầu đà hay không? Xin thưa quý vị, tôi nói thẳng là tôi hỏi thôi chứ tôi biết hết trơn rồi. Tôi khẳng định 100% không có một tỷ lệ nào mà không có. Hoàn toàn có trong tất cả kinh điển, cả trong tự điển là Huệ Quang, Phật Quang đều có nói, và nhiều kinh sách, và cả Hòa Thượng đó là Thích Minh Châu đều có dịch giải qua cái hạnh đầu đài luôn. Thì quý vị cứ vô Google hay là đến tra kinh sách, thì cái y phán tạo cũng là một giới hạnh mà trong kinh điển nhà Phật đã lưu truyền, đã trải dài 2600 năm. Rồi cái hạnh đi khất thực từng nhà, rồi cái hạnh tức là ăn họ, ăn một buổi không chứa chắc đồ ăn qua ngày thứ hai. Chính vì đã trên 2600 năm người ta bỏ quên, vì không có người hành, không có người làm, không có người giữ, thì hôm nay có một vị sư Minh Tệ dám phát nguyện giữ cái giới này thì mình tán thán thôi, chứ sao mình đi sỉ nhổ, mình chê bai, rồi mình chửi bới, mình nhục mạ, mình nói tài lăng không nói là đến găng cái thằng ở dơ, rồi ỉa không chùi đít, hoặc giả là cái nồi cơm điện làm được cái đất gì đó, cái đó là mình sai rồi quý vị. Còn nói về cái nồi cơm điện, nó có hai cái nghĩa. Thứ nhất là vì sư không muốn dính líu, có nghĩa là không muốn lấy hình ảnh của các vị khác làm sợ mang tai tiếng. Vì trước khi sư Minh Đệ đi tu, nói là con tu chúng á, thì con hưởng, con chặt, con chịu, mà con cá nhân của con thôi, không có đại diện hình ảnh bất cứ. Nhưng mà hay con cái là hoàn toàn sư Minh Đệ là độc quyền, mà còn gọi là cái bản quyền tuyệt vời. Cái y phán tạo này xuất hiện làm cho người ta ngạc nhiên. Cái lỗi nồi cơm điện này cũng là cái gương chiếu yêu, là cái pháp bảo đó, để mà chiếu ra lộ những cái chuyện mà sai trái, cái chuyện mà
phá giới, cái chuyện mà không hành đúng giới luật, cái chuyện mà đi sai Phật pháp, và cái chuyện mà sân si nhân ngã, cái chuyện mà ích kỷ đấu tố, cái chuyện mà bôi nhọ, cái chuyện mà chụp mũ, cái chuyện mà du quan, cái chuyện mà nói xấu tùm lum tắc lát hết trơn, quý vị ơi, quá nhiều luôn, dùng cái từ này thất cười lắm. Đó, như vậy thì cái phấn tạo cái hạnh tức là đi khất thực từng nhà, và đặc biệt là không ăn quá ngọ, rồi cái hạnh là ăn trong bình bát, tức là cái giới ăn trong bình bát. Cái giới ngồi xuống ăn, đứng lên là xả giới không ăn. Xin hỏi là có nằm trong cái giới hạnh đầu đà hay không? Nhưng mà bây giờ các sư thầy không dám đem cái điều này ra để giảng thuyết. Ủa sao mình sợ đổi mà mình không dám giảng thuyết quý vị? Bây giờ kinh Phật nói có là tôi xin nó có. Nếu như không có thì tôi không nói. Mà mình là người con Phật, mình học Phật. Nhưng mà hôm nay vì người ta ích kỷ tư lợi, sợ đụng chạm quyền lợi cá nhân. Nhưng mà Phước Kim nói một câu, đã tu hành rồi, đã xuất gia rồi, không có cái gì gọi đụng với chạm, mà cũng không có cái gì để sợ mắt. Đã học theo Phật là cái hạnh tứ đại giai không ở đây. Phật là còn phải buông bỏ lầu đài thái tử ngôi còn bỏ, mà dốc ngọc đông cung tước phới liền. Xem đó ở người mau lập chí tu hành, khá nhớ giữ cho nguyên. Mà không khéo mình tu, mình lại ôm, mình hốt, mình vô, mình dồn, mình chứa, mình chắc. Như vậy thì hoàn toàn nó dính vào cái sự ham muốn. Mà đã ham muốn thì không thể nào đạt quệ, không thể nào đắc đạo được. Nhưng mà đã tu thì mình trao đổi, mình chia sẻ thôi, chứ không phải là cái gì đó moi móc hay là chê bai. Vì hôm nay Phước Kim sai thì Phước Kim sửa, mà nếu các vị khác sai thì các vị phải sửa. Vì người sửa, chấp nhận sửa mà là mới là đúng lời Phật chân tu. Nếu tu không sửa thì đâu phải là tu, phải không quý vị? Đó, như vậy thì cái giới ngũ nghĩa địa, gốc cây, nhà quan ở ngoài trời có phải là hạnh đầu đà không? Cái giới là ngủ ngồi có phải là hạnh đầu đà không? Đó, như vậy thì liên quan tới ăn mặc ở mà Phước Kim nó trình bày. Thôi bây giờ xin kể câu chuyện là gương chiếu yêu. Ở trên núi, như vậy thì có một ông thầy và hai người đệ tử. Thì một hôm nọ đó, cái người đệ tử thứ nhất đó quý vị, cảm thấy mình đã học đạo thông suốt, xin với sư phụ, tức là xin với thầy đó, xuống thế để là cứu dân độ thế. Nhưng mà ông thầy thì ông nghĩ là phiên người đệ tử mình đó là tu luyện thêm một thời gian nữa đi. Nhưng vì nóng lòng quá nên ông thầy ông chấp nhận, ông cho phép. Nhưng mà trước khi đi thì ông có trao cho hai cái báu vật, mà mỗi một cái báu vật đó là nó có một công năng. Có một cái báu vật thứ nhất đó là cái gương chiếu yêu đó, và cái thanh gươm, phải không? Một cái gương chiếu yêu và một cái thanh gươm, tức là chảm yêu. Như vậy thì cái thanh gươm này đó, khi mà gian tà quỷ quái gặp thanh gươm này là phải khiếp sợ. Nhưng mà cái gương chiếu yêu này đó, muốn biết ai chánh ai tà, ai đúng ai sai, ai tốt ai xấu á, thì chỉ cần gọi vô thấy hết đó quý vị. Nên Đức Thầy ngài có một câu giảng là: ta chỉ dốc tầm đài nguyệt kiến, mà cho dương trần gọi chuyện sai lầm, định thần dẹp hết tà tâm, quần lai bổn tính với thằng khâm quỷ nhường. Còn cái thanh gươm này là mài gươm chí cho tinh cho phiết, mà dứt tâm trần kiếm chữ sắc không, thì Đức Di Đà Phật Tổ ngóng trông mà chờ sanh chúng tìm nơi vượt khổ. Và cái thanh gươm này gọi là quơ gươm chí huệ, là ma dương nó hải hùng liền, làm cho chúng phục tùng chân lý trong sát thân, mới giám thị lục căn, đừng cho chúng tính lăng quằng ngoài, mà chấp thủ mà ngăn lục trần, phá ngũ quẩn dứt lằn tham ái cội sân si, cũng phải tảo trừ, đem về giác tánh chân như, mà kim thân thị hiện mới dứt trừ tử sanh. Nhưng mà ông thầy ông nói đó, nhớ nghe con, là khi mà chiếu yêu đó, lâu lâu con phải nhớ con chiếu là mình. Có nghĩa là một cái thanh gươm chảm yêu và một cái gương chiếu yêu. Như vậy thì khi anh ta xuống nhờ hai pháp bảo, hai pháp khí này mà rất là nhiều người quý mến, ai cũng kính trọng quý vị, ai cũng khen thưởng, đến đổi là vua quan cũng phải kính trọng. Xin thưa quý vị, sau khi anh ta làm nhiệm vụ một thời gian, giúp thế độ đời được thời gian, thì thấy mình giống như là viên mãn công đức vậy đó, giống như mình quá được nhiều người tung hô,
quá nhiều người khen tặng, quá nhiều người tán thán, anh ta mới trở về núi định thăm ông thầy mình. Nhưng mà khi đi về đó quý vị, đi về tới núi thì lúc này sau mà cái cửa vô núi nó bị bít lại. Đó, cái cửa vô núi nó bị bít lại. Thì anh ta mới ngồi chờ một buổi mà tại sao không có ai lúc nào mở cửa. Anh ta kêu hoài mà không ai mở cửa, rốt cuộc đợi tới chiều thì có một cái vị sư đệ xuống núi gặp ra hỏi tại sao sư huynh ngồi đây. Nói sư huynh đi cứu dân độ thế trải một thời gian lâu rồi, hôm nay trở về thăm tức là sư phụ cùng sư đệ. Rồi tại sao sư huynh ngồi đây? Nói tại vì cái cửa đóng lại cho nên sư huynh lên không có được. Sư huynh quên rồi hay sao? Bởi vì sư phụ dặn là sau khi mà trở về là mình dùng cái thần thông, tức là dùng cái đạo hạnh, chứ đâu phải là mình vô bằng cái thân xác này được. Như vậy thì hồi lúc sư huynh xuống thì sư huynh cũng xuống bằng cái đạo hạnh. Thôi bây giờ đó, huynh làm công đức được bao lâu mà sư phụ là dặn huynh đó là lấy cái gương chiếu yêu đó chiếu lên mình, mà huynh có chiếu chưa? Lúc này quý vị ơi mới nhớ trực đem cái gương chiếu yêu đó chiếu. Hồi lúc xuống núi đó thì cái tâm rất là trong sáng, cái tâm rất là tốt đẹp, cái tâm rất là trong sạch. Nhưng mà khi cái ngày trở về lấy cái gương chiếu vô, lúc này nó gan nhìn cái tâm dẫy đầy tham sân si nhân ngã mạn nghi, ham muốn đủ thứ. Tại vì lúc này xuống núi được nhiều người tung hô khen thưởng, rồi là hầu hạ phục vụ, cho nên nó là sanh tâm ngã mạn cốn cao, ham thích đủ thứ. Xin thưa quý vị, sau khi chiếu vô thấy cái tâm lúc này hoàn toàn là nó khác hơn hồi lúc xuống núi. Đó, từ đó về sau có nhiều câu chuyện giống như là cái gương chiếu yêu của tức là đó là trong chuyện Phong Thần đó. Và đặc biệt hôm nay đến sư Minh Tệ đi khất thực có cái lỗi nồi cơm điện thì có nhiều chuyện nó xảy ra, và có nhiều chuyện nó được lộ ra, và có nhiều chuyện nó sai phạm mà làm cho người ta được sáng tỏ sáng mắt, hiểu đúng về Phật pháp, hiểu đúng về cái giáo lý của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, hiểu đúng về cái giáo lý của Vô Vi. Nên vì vậy mà ta gọi là gương chiếu yêu. Vậy thì trong cái buổi nói chuyện chia sẻ hôm nay, một câu hỏi là tại sao nói là sư Minh Tệ mới tập tu mà để cho người ta quỳ lại, thì xin báo cho quý vị, một người có giới hạnh giới đức, một người có lòng từ bi, có cái đức độ, có cái sự tu tập, có cái sự thiền định, mà nhất là sư Minh Tệ hành cái pháp đầu đà là xứng đáng để cho người ta đảnh lễ, để cho người ta lại, để gieo duyên, để tạo công đức phước điền và để dẹp cái bản ngã. Đó, để quý vị đừng có thắc mắc, đừng có hoang mang, mà mệnh mình phải hiểu đúng. Bị háo thắng diệt người không thấy, rồi mãn lo dèm xỉm nhiều lời, vì vậy nên tình nghĩa xe lơ đâu gần gũi mà tường diệu lý. Thì đến đây Phước Nghiêm cũng xin cầu chúc cho quý vị. Đặc biệt hôm nay thì đoàn của Phước Nghiêm mới vừa đi viếng, tức là sư Minh Tệ đi khất thực ngày hôm nay. Nhưng mà hôm nay có một cái điều là khán giả và quý vị đồng đạo rất là ngỡ ngàng và phấn khởi vui mừng, vì khi sư Minh Tệ xuất hiện với một cái gương mặt tươi trẻ hồng hào đẹp, mà cái y của ngày hôm nay là lại đổi thành màu đỏ. Như vậy thì quý vị có thấy là màu đen, màu xanh, màu trắng và màu vàng, đặc biệt là cái màu đỏ hôm nay là chói chang, hình như là được tốt tươi. Mà cái y này nếu quý vị nhìn kỹ đó thì đủ màu sắc. Vì thì sư Minh Tệ có nói một câu: chừng nào cái y của con mà đủ màu sắc chói chang đẹp đó, giống như là miếng ruộng đang chín, thì đó đó là con đủ đạo hạnh, đủ đức độ, đủ trí tuệ. Thì đến ngày hôm nay khẳng định, nếu như tu như sư Minh Tệ, hành pháp như tu như sư Minh Tệ, giữ giới như là sư Minh Tệ, và đức độ như là sư Minh Tệ, mà không đắc đạo, không chứng đạo, thì không có ai có thể tu đắc đạo được đâu. Chúng ta đừng có phỉ báng, đừng có chê bai nữa. Đến đây cũng xin dứt lời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Lễ kính Đức Thầy và lễ kính sư Minh Tệ.